Thôi là bình thường không? Bình thường đúng không? Có tê vô vậy chị. Bình thường đúng không? Lục lục một xíu nào. Kiến hả? Kiến nói bà Hòa cho em vô phòng đóng cửa lại đi Kiến. Lấy một lý do nhiều, được lấy một lý do nhiều. Có đau không cụ? Không à? Cái kim cũng không có cảm giác đúng không? Mùa dâm đầm, vừa mùa dâm đạch, đau giống đụng kim nhé, nhẹ nhẹ em ta. Cái giờ này mà không đâm mà nản rắn khó ra. Từ từ còn làm cô đi chơi nữa. Chạm đi kiếm qua tiền. Không tiền cái trắng không tắt.
giang cô nướng an tê nề là không thấy một mấy ràng mấy ràng được khó dễ sợ luôn. Không có máu luôn, không có ra nước mô luôn, khỏe rồi. Nắng sạch sẽ. Không bị vướng ví gì hết. Mụn đi hoài đúng thời gian, mấy cái mụn gây hoài tác chỉnh, hoài tác chỉnh, mấy cái mụn gây hoài tác chỉnh mất thời gian. Cái mụn đi 10 phút là 10 phút, 20 phút là 20 phút. Mấy cái mụn kia máu gì cái này cái kia rồi cái mình hoài cái thank you.
sao rồi bà xíu nữa thôi xong ông này ông nhỏ này yếu đuối làm ba lần rồi bạn ông làm có lần rồi đua xe tốc độ với thơm ghê, mùi chanh xả thơm dễ sợ. Rồi xong rồi. Thiền bị hướng ăn đi chứ không là là mẹ đánh đó gì. Ủa cái ai nhanh đó hả kia? Hát nói chi mà nó khăn đó kia? Hát ngâm cái chị kiến mà cái khăn, cái kiến, kiến khăn á. Kêu với ly trà sữa hả? Ồ, dạ, nó là ngày đi kêu trà sữa cho cả nhà uống này.
Còn đây phải có thiếu ánh sáng không? Lùi xuống cho dưới cho chị xí.
của em 80 á. Kiếm thối tiền là cho chị chứ. Cảm ơn Hiền Nga.